chủ cửa hàng cà phê hoặc là một cái người đam mê uống cà phê, thì mọi người hay bàn luận trao đổi với nhau rằng là cà phê rang xay nguyên chất nào ngon nhất, đúng không ạ? Thì nếu mà nói về cà phê ngon nhất thì rất là khó để phân bua nha anh chị. Tại vì như anh chị đã biết, cái sở thích uống cà phê của mỗi người sẽ khác nhau. Vì thế khó để mà nói được cái loại cà phê nào ngon hay là không ngon. Nhưng mà có một cái tiêu chí quan trọng để cà phê ngon hay không, đó chính là anh chị phải mua được cái nguồn cà phê nguyên chất, đảm bảo chất lượng. Cũng giống như là phải đảm bảo tất cả các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì từ đó chúng ta sẽ tạo lên những cái ly cà phê ngon hơn. Thì hiện tại luôn là em đang đứng tại một cái máy rang của Lion Coffee. Thì cái máy rang này cái công suất của nó là 70kg một lần rang nha anh chị. Thì hiện tại ở đây là em đang có một cái mẻ rang hàng cà phê, hạt mới rang xong luôn ạ, còn đang rất là ấm ấm và đang trong quá trình làm nguội ạ. Thì quay lại câu hỏi là làm sao để biết loại cà phê nào ngon nhất, thì thật sự nếu như mà anh chị đang kinh doanh cà phê thì anh chị phải tìm hiểu cái khu vực của mình đang sinh sống là cái người dân ở nơi đó người ta chọn cái gu cà phê như thế nào và cái cách uống, cái đặc trưng của cà phê vùng miền nó như thế nào, thì chúng ta thì từ đó chúng ta mới tạo ra được những cái gu cà phê ngon. Thì như anh chị đã biết thì cà phê bây giờ trên thị trường là sẽ có 3 dòng hạt cơ bản, đó là dòng Arabica, Robusta, Cooly, còn một dòng mà cao cấp hơn nữa đó là dòng Mocha. Thì Arabica cũng là được gọi là một dòng cà phê cao cấp nha anh chị. Để mà có được một gu cà phê nguyên chất ngon nhất thì chúng ta phải phối hợp những cái loại hạt đó lại với nhau theo một cái tỷ lệ nhất định. Thì cái tỷ lệ công thức để mà phối trộn những cái loại hạt đó lại với nhau sẽ không giống nhau nha anh chị. Có thể là ở vùng này mình sẽ phối trộn kiểu khác và ở vùng khác là mình sẽ phối trộn kiểu khác. Thì làm thế nào để mà phối trộn được một cái gu cà phê ngon thì anh chị có thể liên hệ về Lion Coffee để được tư vấn kỹ hơn, cũng giống như là giải đáp tất cả mọi thắc mắc ạ. Còn ở đây như mọi người đã thấy là tôi đang đứng tại một cái xưởng rang, thì ở nơi đây là chuyên cung cấp cà phê nguyên chất nha anh chị. Nếu như mà anh chị nào muốn mua cà phê nguyên chất thì hãy comment vào bên dưới hoặc là liên hệ ngay về tổng đài của Lion Coffee ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi video ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.